cái son thử. Ở dưới đây có ai là fan của Minh Tuyết hơn 20 năm rồi hả? Có ai mới vừa biết Minh Tuyết không ạ? Ủa sao vậy? Nãy giơ tay rồi bây giờ cũng giơ là sao? Nếu mọi người thương Minh Tuyết đến như vậy thì hãy cho Minh Tuyết lưu lại những kỷ niệm mà Minh Tuyết có với tất cả mọi người, bằng cách hãy cho phép Minh Tuyết có những ngôi sao thật đẹp trên bầu trời. Hãy cùng Minh Tuyết ngồi chung với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện tình đã từng có trong cuộc sống của mình, để từ đó mình có thể xoa dịu nỗi đau của đối phương và tìm đến một cuộc tình mới đầy hạnh phúc, bình an. Sự cảm giác trong vắng mấy ngày, sự chạm vào nỗi nhớ với vai dài dài sầu riêng mập mờ ngắm chưa sông. Đôi khi em dừng lại, chẳng
sẽ cảm giác trống vắng ngóng sẽ chẳng bao nỗi nhớ không mà sáng sáng xưa xưa mơ mơ nắng chưa sầu.